Theo tường thuật của tin nóng chiến sự Nga-Ukraine, Wagner và lực lượng lính dù Nga đã vượt qua tuyến đường sắt từ nhà ga trung tâm, tiến sâu hơn vào các quận phía tây thành phố. Để có được chiến thắng trước đối thủ ngoan cố, cố thủ trong các tòa nhà kiên cố, Wagner và lực lượng lính dù đã sử dụng máy gặt tử thần TOS-1A bắn như bão vào các nhà do tàn quân lực lượng vũ trang Ukraine cố thủ, san phẳng và thiêu đốt hết tất cả. Như vậy, với chiến thắng quan trọng của Nga, phạm vi mà lực lượng vũ trang Ukraine kiểm soát ở phía Tây dần bị thu hẹp, chỉ còn khoảng 8% Bakhmut. Nhằm củng cố các vị trí phòng thủ còn lại trong khu vực đô thị và trì hoãn tốc độ tiến công của quân đội Nga, Kiev đã điều thêm 5.000 lính bộ binh tăng viện cho làng Ivaniv ở phía tây nam thành phố từ đêm ngày 20 tháng 4, nhưng không thể tăng viện cho tàn quân bên trong thành phố, do lực lượng lính dù đã chấn giữ tại đây bảo vệ vững chắc sườn để Wagner tấn công từ bên trong. Một chiến thắng quan trọng nữa của lực lượng lính dù và Wagner trong ngày 21 tháng 4 là đã giành quyền kiểm soát hoàn toàn ít nhất là 500 mét con đường tử thần Chasiv-Yak-Bakhmut. Lá cờ của lực lượng Wagner tung bay trên nóc tòa nhà chính quyền gần con đường này là biểu tượng là thời điểm quyết định đánh sụp đổ hoàn toàn khả năng của lực lượng vũ trang Ukraine tiếp tế cho tàn quân còn lại bên trong phía tây Bakhmut. Không chỉ tàn quân bên trong, phía tây Bakhmut cũng bị bao vây, mà hiện nay lực lượng vũ trang Ukraine cố thủ bên ngoài tại hai khu dân cư là làng Kromov, sát hồ Pimnichny phía tây bắc Bakhmut và làng Ivanivs phía tây nam Bakhmut cũng hoàn toàn bị bao vây. Về phía Ukraine, trước những bước tiến đáng kể của quân Nga ở Bakhmut, họ vẫn cho rằng việc cầm cự tới giờ phút này là một thành công lớn. Chỉ huy lữ đoàn cơ giới số 93 của Ukraine, đại tá Pavlo Palisa cho rằng khả năng cầm cự của Ukraine ở Bakhmut lâu hơn nhiều so với dự đoán nhờ sự kết hợp giữa tác chiến đô thị và trinh sát bằng UAV tiên tiến. Sau khi các lực lượng Nga chọc thủng phòng tuyến của Ukraine ở Bakhmut, ông Palisa cho biết đã rút lực lượng của mình trở lại các khu định cư, sử dụng các mái nhà làm khu vực cao để tấn công và biến các ngôi nhà thành vị trí phòng thủ. Tiến sâu vào bên trong thành phố, cả Nga và Ukraine đều sử dụng UAV do thám để xác định mục tiêu và thiết bị gây nhiễu, nhằm gây nhầm lẫn cho hệ thống định vị của đối phương. Đại tá Palisa nói, đối phương của chúng ta, tức là Nga, đang sử dụng thành công thiết bị gây nhiễu. Nếu không có thiết bị theo dõi trên không, chúng ta sẽ không thể tấn công họ bằng hỏa lực pháo binh. Các UAV do thám rất quan trọng vì Ukraine hiện không có nhiều đạn pháo, bởi vậy cần phải sử dụng một cách chính xác. Các tài liệu dò dỉ của Mỹ chỉ ra rằng Ukraine nên sử dụng các loại đạn thông thường được cải tiến có khả năng kép, có sự kết hợp giữa pháo và tên lửa đất đối không để chống lại các đợt tấn công của Nga. Khi việc xây dựng tuyến phòng thủ ở Bakhmut dường như trở nên bất khả kháng vào những thời điểm quan trọng, Ukraine đã liên tục triển khai các đơn vị tinh nhuệ để bảo vệ các tuyến đường tiếp tế và ổn định tình hình. Theo các chỉ huy Ukraine, trong khi chiến lược trên mang lại một số thành công cho phép Kiev duy trì sự kiểm soát ở rìa tây Bakhmut, khu vực tiền tuyến ngày càng trở nên bất ổn. Bên trong thành phố, tầng hầm của một khu chung cư đóng vai trò như một trung tâm chỉ huy nhỏ. Các bản đồ trên tường cho thấy chiến tuyến chính dọc theo đường ray xe lửa chưa đầy 2 km về phía tây, cũng như các bước tiến của quân Nga từ phía bắc và phía nam tới các đường tiếp tế của Ukraine. Con đường chính được sử dụng để vận chuyển đạn dược và vũ khí hiện chỉ cách vị trí quân Nga vài trăm mét. Một quan chức quân sự Ukraine cho biết các cuộc tấn công của Nga dọc theo mặt trận cho phép lực lượng Ukraine tiến lên vài trăm mét trước khi bị đẩy lui sau đó vài giờ. Vị quan chức này nói, tình hình trên chiến trường thay đổi liên tục, có thể buổi sáng chúng tôi kiểm soát được chiến tuyến, nhưng sau đó lại bị đẩy lui, nhưng phần lớn lực lượng Ukraine vẫn kiểm soát được tình hình. Bakhmut là mục tiêu chính trong các chiến dịch của Nga ở miền đông Ukraine. Moscow cho biết việc chiếm được thành phố này sẽ là bước đệm cho việc giành quyền kiểm soát toàn bộ khu vực Donetsk. Lực lượng Nga tuyên bố đang kiểm soát hơn 50% Donetsk. Trong một tuyên bố ngày 20 tháng 4, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng của họ do các đơn vị đổ bộ đường không dẫn đầu đã làm thất bại nỗ lực phản công của đối phương và triển khai tiếp viện tới phía bắc và phía nam Bakhmut. Theo một quan chức Ukraine, các cuộc giao tranh tại chảo lửa Bakhmut đã trở nên căng thẳng hơn trong tháng vừa qua, đến mức nhiều đơn vị quân đội nước này đã được luân chuyển ra khỏi thành phố chỉ sau 2 tuần. Chỉ huy một lữ đoàn của Ukraine cho biết, Kiev đang thiếu hụt nghiêm trọng đạn dược để chiến đấu ở Bakhmut. Theo đại tá Palisa, tình trạng thiếu đạn dược đã nhiều lần buộc lực lượng dưới quyền của ông ở Bakhmut phải rời khỏi vị trí. Cố vấn cấp cao của lãnh đạo nhà nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk, Yan Gazin, cho biết, lực lượng quân sự Wagner của Nga được cho là đã kiểm soát hơn 90% diện tích Bakhmut.
Trước đó, nhà lãnh đạo Wagner, ông Evgeny Prigozhin cho rằng Nga đã kiểm soát hơn 80% Bakhmut, bao gồm toàn bộ các tòa nhà chính quyền. Tuy nhiên, Ukraine đã bác bỏ thông tin trên. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, tướng Igor Konashenkov cho biết, các lực lượng Nga đã ngăn chặn các nỗ lực của quân đội Ukraine nhằm phản công các đội quân tấn công vào Bakhmut và một số khu định cư ở Donetsk. Tờ Washington Post của Mỹ nhận định, quyết tâm giữ Bakhmut sẽ khiến Ukraine phải trả giá đắt. Trong bối cảnh thành phố phần lớn đã bị biến thành đổ nát, những ngôi nhà, khu chung cư và công viên ở Bakhmut đã bị phá hủy do các cuộc giao tranh ác liệt giữa Nga và Ukraine. Theo tờ The Washington Post, các tài liệu mật của tình báo Mỹ đánh giá rằng những bước tiến ổn định của Nga trên chiến trường kể từ tháng 11 năm 2020 đã gây nguy hiểm cho khả năng giữ Bakhmut của Ukraine. Bên cạnh đó, các lực lượng Ukraine có thể chịu nguy cơ bị bao vây hoàn toàn trừ khi rút quân trong tháng 12 năm 2022. Trong khi đó, đại tá Pablo Palisa cho biết ông chưa bao giờ được nhận thông báo chính thức về những cảnh báo của tình báo Mỹ hoặc khuyến nghị về cách tận dụng giao tranh ở Bakhmut để có thêm lợi thế trên chiến trường. Thông tin thêm về loại vũ khí mà Nga sử dụng để tiêu diệt các lực lượng Ukraine ở Bakhmut. Các nhà phân tích chỉ ra rằng sở dĩ pháo nhiệt áp của quân đội Nga có thể nhanh chóng xoay chuyển cục diện trận chiến là do họ sử dụng một loại thuốc nổ nhiệt áp hiệu suất cao thế hệ mới. Loại thuốc nổ đặc biệt này của pháo nhiệt áp là bột kim loại chứa nhôm, sau khi phát nổ sơ cấp tạo thành các đám mây và các hạt nổ mịn phát tán, và lúc này mới phát nổ thứ cấp tạo ra dòng nhiệt áp. Loại thuốc nổ đặc biệt này có sức tàn phá lớn hơn nhiều so với bom napalm. Do trọng lượng riêng của nhiên liệu và khí thuốc nổ nhiệt áp lớn hơn không khí, nên chúng dễ phân tán trên mặt đất, xâm nhập sâu vào các hang động hoặc đường hầm. Do đó, ngoài tác dụng tiêu diệt mục tiêu trên mặt đất, chúng còn hiệu quả hơn khi tiêu diệt những người trốn trong bong ke, đường hầm, chiến hào, các sinh lực ẩn trong môi trường tương đối kín như công sự dưới lòng đất. Với đặc tính đốt cháy oxy nghiêm trọng của đạn nhiệt áp, không chỉ tiêu diệt sinh lực đối phương mà còn làm động cơ của phương tiện chiến đấu đang chạy bị chết máy do thiếu oxy. Cuối cùng, đạn nhiệt áp của Nga có thể ngay lập tức tạo ra nhiệt độ cao 2.600 độ C, có thể gây bỏng nặng trên bề mặt cơ thể và gây bỏng đường hô hấp của binh lính, kể cả họ không chết vì sóng xung kích hoặc thiếu oxy. Lý do là số binh sĩ này hít phải một lượng lớn khí dung nổ, từ đó nhanh chóng gây ra các chấn thương phổi nghiêm trọng. Những chấn thương này sẽ khiến người lính bị loại khỏi vòng chiến đấu ngay lập tức. Quý vị và các bạn vừa theo dõi nội dung trên tư liệu mở Unboxing File. Xin cảm ơn vì đã ủng hộ.